Các chị chờ chút, em có tin nhắn chút. Alo, mang cái xe cho Thủy đánh là em gì khó. Ok các chị, xin lỗi các chị nhé. Để cho Phương bị, chị Phương Phương, Tạ Thúy Long Nghĩa, vâng, chị Sán Phùng Thị. Rồi, lâu rồi mới gặp chị. Chào thầy, thầy cho hỏi chung cung chị tính ở mặt bằng tầng 1 hay cũng là vị trí như thế mà ở trên tầng. Tầng nào thì mình tính tầng đấy nhá, chị Sán Phùng Thị nhá. Tầng nào thì chúng ta cũng chia ra. Ví dụ ngôi nhà chúng ta như thế này. Đây ngôi nhà chúng ta như thế này. Đúng rồi, thì chúng ta sẽ chia ra các chị nhá. Chia ra. Đây chúng ta sẽ chia thành ví dụ cái này là 8 mét thì chúng ta chia thành 3 này. Chung cung. Đây em chia áng thôi nhá các chị nhá. Đây cái vị trí chung cung ở đây các anh chị nhá, vị trí chung cung ở đây đấy. Đây chung cung đây thì chung cung chúng ta sẽ chia theo nhà của mình các anh chị nhá, chia theo nhà của mình. Chung cung khác và tâm nhà khác nhá. Đây tâm nhà đây các anh chị này, đây tâm nhà ở đây này, tâm nhà ở đây, còn chung cung là cả cái khoảng này, chúng ta chia dài thành ba, chia rộng thành ba ra các anh chị nhá, thì đấy là chung cung. À, chị Tạ Thúy từ Bố Trí, Thúy Tinh, nhà em xây 2022 hướng Bắc 13 độ, trong nhà có tuổi Nhâm Dần, Quý Mão, một người sinh năm 88, người 96, 88 là 96, tí, 88 là Mậu Thìn, 96 là Bính Tý, 2013 là Quý Tỵ. 13 quý vị nhà vệ sinh như thầy nói là tôi xem các bài thầy giảng thì nằm tí quý xỉu là như nào chị, anh Thúy Đinh là như nào em không hiểu nhá anh nhé, anh kết bạn Zalo với em nhá, anh gửi bán giá nhà anh cho em xem này, anh Đinh Thúy nhá. Đỗ Văn Nam, thầy cho em hỏi một câu nữa, nhà hướng Tây Nam tọa sau là Đông Bắc, Đông Bắc có ba sơn thì mình mở cửa sơn nào cũng được đúng không? Đông Bắc thì các anh chị cố gắng mở cửa sơn Cấn cho em nhé, anh Đỗ Văn Nam nhé. Chúng ta nên mở cửa các anh chị nhé. Tất cả các phương vị chúng ta nên cố gắng làm sao chúng ta mở cửa tại Thiên Can hoặc Tứ Khố, tức là gì? Tốn Khôn Càn Cấn và các Thiên Can giáp ất Bình Đinh, các anh chị nhé, giáp ất Bình Đinh. Mở ký thì trung cung rồi. Canh Tân Nhâm Quý, các anh chị cố gắng chúng ta hạn chế chúng ta mở cửa tại địa chi thôi anh chị nhá. Còn trường hợp không thể mở được chúng ta phải buộc phải mở sang địa chi. Thầy cho em hỏi đặt bút văn xương có cần xem ngày để đặt không ạ? Em cảm ơn anh Đình Bùi nhá, anh Bùi Định nhá, anh xem ngày được càng tốt nhá, xem ngày được thì càng tốt. Chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cảm thấy là việc đó là việc quan trọng thì các anh chị nên xem ngày. Anh Bùi Định nhá. Hai Phạm, chào thầy, dạ vâng, chào anh. Tạ Thúy, vâng, rất phù hợp thầy ạ. Vâng, chị Tạ Thúy nhá. Chị thấy phù hợp đúng không ạ? Phù hợp công năng nhà chị đúng không ạ? Rồi chị cho em một like đi, chị cho em một tim đi chị ơi. Chị Tạ Thúy nhá, chị cho em một tim đi. Để em có tinh thần để giúp những gia chủ khác nhé. Tại vì ở đây cái thời gian rất là ngắn, chị Tạ Thúy nhá các anh chị ạ. Thời gian rất là ngắn. Nên mà em xử lý thì có thể sẽ có những cái mà nó chưa hợp lý về diện tích một chút, nhưng mà nếu có thời gian thì em xử lý chi tiết hơn, thì căn cứ vào cái cơ bản này thì để các anh chị có thể tự các anh chị áp dụng vào ngôi nhà mình anh chị nhé. Rất là cảm ơn các anh chị thả tim nhá, các anh chị giúp em share kênh của em nhé, các anh chị chia sẻ kênh của em đến nhiều người biết hơn, để những buổi live này em được trả lời các câu hỏi của anh chị nhiều hơn. Chào thầy, tôi có một chút việc nên vào muộn. Vâng, chị Như Hạnh. Chị Như Hạnh ơi, chị nhà chị thì ở trên map nhìn rất là khó nên em không thể tư vấn cho chị trên này được. Nếu em cũng đã xem cái map của chị nhưng mà cái nhà của chị rất là mờ.
nhà chị rất mờ, em không đo được độ của nhà chị, mà chính chị đo chị cũng không thấy đo được nhà chị thì em rất là khó chị nhé. Thì có ca nào em làm gần đó thì em sẽ vào giúp chị thôi. Anh Lê Duy Long, xin thầy cho hỏi chú túi ký dậu, nhà ở Hương Nam nên mở cửa chính ở Sơn Bính hay Sơn Ngọ? Anh mở cửa Bính nhá, em nhắc lại một lần nữa này, các anh chị nên mở cửa tại Thiên Can với chị nhé, và Tứ Khố hạn chế mở cửa tại địa chi. Xin mời đi, vâng, cảm ơn anh Thúy Đinh, cảm ơn, dạ vâng. Phạm Thị Phương Loan, xin chào thầy, dạ vâng, chào chị. Tinh Tinh, một học thầy ơi, cho em hỏi, nhà em 16 lộ Bắc, cửa chính tại Quý và Xỉu, em mở cửa số tại Ngọ và Đinh có được không? Cửa chính tại Quý và Xỉu thì các anh chị hạn chế mở cửa tại Quý nhé, chúng ta đừng để ăn cả Quý và ăn cả Xỉu vào, nó sẽ là tạp khí đấy. Còn nhà anh nên khai thác cái đường khí Đông Bắc đi, tức là tại Sơn Xỉu á, thì nên mở cửa tại Tây Nam nhé, xong anh đặt nước, mà anh mở cửa Tây Nam cũng được, tại vì nhưng mà bản thân anh phải mở được cửa tại phương vị Tây Bắc nữa cơ, thì nó sẽ hình thành cái bộ ba là gì, Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại vì các anh chị biết rồi, trong cái tiên thiên ấy thì Nam nó ở cung Càn, đúng không ạ, cung Càn của Hậu Thiên, và trong cái Hậu Thiên ấy thì cung Cấn ở cung Càn, tức là trong cái bộ tam hợp ấy, cái hình tam giác ly cấn và càn, các anh chị phối hợp được cái khí đấy, phối khí được rất là tốt. Đình Châu hướng Bắc 340 độ, điện tử đâu thầy? Chị anh kết nối Zalo với em nhé. Cảm ơn chị Phương Phương nhé, rất là cảm ơn chị. Hoàng Hanh, chào thầy. Nhà 165 độ, điện tử ở đâu? Phòng thờ phương vị Tây Bắc trên phòng ngủ có được không? Phòng thờ trên phòng ngủ được các anh chị nhé, nhưng chúng ta không nên để phòng thờ thẳng với phòng, tức là thẳng với giường ngủ chúng ta. Chúng ta cái phòng, cái bàn, khu vực bàn thờ ấy, chúng ta đường dưới cái phòng ngủ thì các anh chị nên để tủ quần áo, hoặc các anh chị để làm cái bàn học, hoặc giá sách gì đó thôi các anh chị nhé, không nên để bàn thờ thẳng với giường ngủ dưới phòng ngủ chúng ta. Tuần trước cũng tìm nhưng sao không gặp thầy. À, tuần trước em nghỉ chị ạ, tuần trước em bận. Chị sẵn phương tiện nhá. Chào thầy Thơm, vâng. Nguyễn Công Khải, nhà hướng 257 độ, đồ trong nhà có túi canh thân, có mở cổng ở canh có được không? Được anh nhá, anh Nguyễn Công Khải nhá. Cái canh thân thì các anh chị không quan tâm nhiều đến cái thiên can là canh, mà các anh chị mở cửa cổng tại canh là rất là tốt. Anh Nguyễn Công Khải nhé. Hương Lê, thầy ơi cho em hỏi, nhà em hướng Bắc, hướng 315 độ, một gái hai trai, muốn cho con cái ngoan học giỏi thì phải làm thế nào vậy? Nhà hướng Bắc ấy, bản thân cái phương vị Bắc nó là cái phương vị mang tính chất của việc học hành. Những nhà mà các anh chị ở nhà hướng Bắc ấy, mà các anh chị làm công chức, làm liên quan đến vấn đề về văn phòng công chức ấy, thì còn ở được. Nhưng ở nhà hướng Bắc mà các anh chị liên quan đến buôn bán làm ăn ấy, thì các anh chị không nên nhé, không nên. Và nhà hướng Bắc ấy, nếu mà anh chị muốn tốt thì các anh chị kích thủy tại phương vị phía Bắc nha. Bắc nó là thủy mà, liên quan học hành. Nhất là nhà các anh chị mà có đứa hai đứa con trai ấy, đây nhà chị hai trai này, thì chị tại phương vị phía Bắc chị đặt cái bếp vào đấy, hoặc chị kích nước nhiều cho em, 355 độ là hầu như là gần chính Bắc rồi, thì kích nước phía Bắc nhiều cho em để tốt cho thằng con trai thứ hai nhà chị nó phát triển tốt hơn, và kích hoạt cái cung học hành, chị kích hoạt nước tại phương vị Bắc nhé, đồng thời chị kích hoạt cái cung văn xương trong nhà chị lên, chị Hương Lê nhé. Công Vĩnh chào thầy Thông, cảm thầy một like, dạ cảm ơn anh, tuyệt vời, cảm ơn anh, cảm ơn các anh chị nhé. Vâng, thầy nhớ đến giúp nhé, cảm ơn thầy. Vâng, em nói là em làm mà chị Như Hạnh, em cảm ơn thầy. Rồi chị Dĩnh Nguyễn, thầy ơi nhờ thầy giúp em với ạ. Anh Dĩnh Nguyễn làm gì ạ? Anh Dĩnh Nguyên vừa hỏi gì nhỉ? Em trả lời cho anh rồi mà. À, anh Dĩnh Nguyên là tầng 2 bố trí phong thủy theo tầng hay theo nội cục? Cái này em trả lời anh rồi mà, anh Dĩnh Nguyên nhé.
nhà 352 độ, phía sau có ao rất lớn, sát vách nhà sau, vậy cách giải quyết như thế nào ạ? 352 độ là rơi vào bắc và phía sau là nam. Ok, đây 352 độ vào phía sau. Đây, em sẽ copy cái câu hỏi của anh lên nhé. Anh Dung Nguyễn. Đây, nhà 352 độ phía sau cái ao rất dễ thôi chị anh nhá. Đây. Đây 352 độ. Đây 352 độ đây. Đường sau có ao này đúng không ạ? Đường sau nhà anh chị có ao đúng không? Đây có ao đây đúng không? Sát vách luôn đúng không? Đây ao đây. Thì đơn giản thôi anh nhá, anh không lấy khí đằng sau nữa. Anh không lấy khí đằng sau, anh đừng mở cửa cho đằng sau hết, đừng mở cửa đằng sau. Và anh cố gắng đổ, đừng xây nhà sát ra nhé, đừng xây nhà ra sát ao. Anh xây lùi vào cho em tầm 2 mét, một mét rưỡi đến 2 mét đi nhá anh nhá. Anh xây vào cho em, xây vào đây xong anh xây cái tường rào lên đây cho em cao tầm 2 mét, tầm 3 mét đi, chắc ăn nhất anh xây cho em cái tường rào một tầm 3 mét. Đây tường rào anh xây cho em 3 mét, cái phần này ấy, phần bên đất bên trong anh đổ cao lên, đổ cao bằng nền nhà mình ấy anh nhá. Anh Nguyễn Công Dũng nhá, anh đổ cao bằng nền nhà mình và anh đừng có mở cửa phía sau này, đừng mở cửa phía sau. Anh lấy cái giếng trời cho em, anh mở giếng trời, nếu anh muốn thông khí thì anh mở giếng trời đằng sau này cho em. Đây anh mở giếng trời, nhà hướng bắc thì anh mở giếng trời tại nam đi. Đây anh mở cho em một cái giếng trời tại đây. Đừng đi ra ngoài đây nhá, đừng đi ra ngoài, đừng có mở cửa đi đây. Đằng sau này. Nếu anh mà mở cửa đằng sau anh chỉ hạn chế đi ra đằng sau thôi, hạn chế thôi. Để đừng lấy khí đằng sau tại phương vị phía nam. Đây. Đằng sau chắc là nam bên này đúng không? Đây. Nếu anh mà mở cửa thì anh mở cửa tại đây. Anh mở cửa tại phương vị tây ở đông nam này. Đông nam này để anh lấy cái khí thủy tác động vào phương vị đông nam nhà anh. Còn phương vị nam anh không mở cửa nhá. Và anh xây cho em cái tường ở đây. Ra tầm 2 mét. Đừng để cái ao sắt nhà mình quá. Anh Nguyễn Công Dũng nhá. Đây. Anh đừng để ao sắt nhà mình. Sơn quán nhân đinh mà thủy quan tài. Trường hợp này này, ví dụ cái ao này đây nhà mình đây. Đây nhà mình đây. Xong cái ao nó lại sắt như này. Cái ao sắt này. Đây cái ao sắt này. Ngoài ao sắt này thì coi như nhà mình mất tọa luôn. Mất tọa như thế này sẽ ảnh hưởng về nhân đinh và ảnh hưởng về tiền tài nhé, thất thoát về tiền bạc anh chị nhá. Đừng để thế này mà các chị xây vào đây cho em. Đây các chị xây nhà ở đây, cái phần này các chị, cái tường này các chị xây ở đây cho em. Đấy, cái phần này các chị gia cố nền nhà cho em, gia cố nền này cho em. Đấy, gia cố nền này cao lên các chị nhá, gia cố nền này cao lên. Ok các anh chị nhá. Ok anh. Hương Lê, thầy ơi cho em hỏi, nhà em hướng bắc 355 độ, một gái hai trai. À cái này em trả lời rồi đúng không ạ? Không đúng đây. Loan Phạm Thị Phương Loan, thầy có đo được độ nhà qua vệ tinh nhà ở nước khác không? Không ở Việt Nam. Em có chị nhá, em có nhá. Em tư vấn bên Lào, Campuchia, bên Úc, rồi bên bên Úc, bên Nga, bên Mỹ được mà. Nước nào mà em sẽ đo được, chị Nguyễn Phương, à, Phạm Thị Phương Loan nhé. Lý Nguyễn, nhà em 145 độ, 145 độ, nhà 4,5 x 17 hướng đông nam 145 độ, em muốn thầy tư vấn đặc biệt thôi ạ.
Ok anh. Rồi. Đây ạ. Anh Dĩnh Nguyễn, nhà 4,5 x 17 hướng đông nam 145 độ. Ôi, hình như cái này là em đã từng tư vấn rồi hay sao nhỉ? 4500 x 17. 4500. Ok. 145 độ ạ. Ok, 345 độ đây. Đây 340, 345 độ. Tư vấn đặt bếp. Ồ, những cái nhà này, những nhà hướng đông nam này tương đối là khó anh chị nhá, tương đối là khó. Đây thì các anh chị sẽ đặt bếp vào đây thôi. Thì với ngôi nhà này thì các anh chị sẽ làm này, các anh chị bố trí một phòng ngủ ở đây tầm 3m6 đi. Nó rơi tầm hơn 12 m. Hơn 12 m vuông một phòng. Ok. Đây tường 20 này. Các anh chị bố trí phòng đằng sau này thì các anh chị sẽ không bị mất cái diện tích của hành lang. Thì sẽ không mất diện tích của hành lang. Đây và các anh chị đặt bếp vào đây. Anh đặt bếp vào đây nhé. Đặt bếp vào bác. Đấy. Tầm là 3 mét. Đây ok đặt bếp vào đây rồi. Đây anh đặt bếp vào đây. Anh đặt bếp vào nhà mình có ai tú tí không? Không có anh đặt vào Nhâm đi. Anh đặt vào Nhâm đi chắc ăn. Đặt vào Nhâm. Châu dứa thì anh đặt vào đây, anh đặt vào đây. Còn đường trước này thì anh đặt tủ lạnh vào đây. Đây phía trước anh đặt tủ lạnh vào đây. Đúng rồi, anh sẽ mở cửa tại đây. Cái này thì anh bố trí cho em một cái giếng trời đây càng tốt nhé. Anh bố trí cho em một giếng trời đấy tốt này thì càng tốt. Đông Nam, mình mở cửa được vào giếng trời Tây Bắc càng tốt. Đây. Để thông khí các anh chị nhé. Tầm 60 phân không còn nhiều đâu các anh chị ạ. Mất hàng. Đây, các anh chị bố trí cho em một cái giếng trời đây. Để thông khí trong nhà nhé. Còn đây các anh chị mở cửa đi vào đây. Đây. Đây, đây là phòng ngủ, đây là bếp đây. Ok, còn ngay đây các anh chị có thể bố trí cầu thang ngay đây. Đúng không ạ, cầu thang ngay đây. Đây, cầu thang ở đây. Đấy, các anh chị cố gắng cái tâm nhà các anh chị để thoáng, các anh chị bố trí cầu thang chỗ này thì cái tâm nhà mình sẽ không bị đè cầu thang vào các anh chị nhé. Đây tâm nhà mình sẽ không được bị đè cầu thang vào. Ok anh Dĩnh Nguyễn nhé, đây phương án như anh đây nhé. Đây anh sẽ làm từ dưới nhà mình lên đến cái này là 3m71 đi, 3m71 và đến cái hết cái khu bếp nhà mình đây là 3m9 nữa đi, 3m9 nữa.
nhá anh nhá. Thì qua cái 3m71 này thì anh đặt được bếp luôn, anh đặt được bếp nhá. Rồi ok anh. Vậy thì nhà vệ sinh khó bố trí thầy ạ. Vệ sinh ạ. Vệ sinh khó bố trí. Chấp nhận thôi, những nhà này thì chấp nhận thôi. Nếu không nhà vệ sinh này thì bây giờ anh làm đây thôi. Bắc. Đông Nam, Tây Nam. Thế thì anh chuyển cầu thang sang bên này nhá, anh chuyển cầu thang sang bên này. Anh chuyển cầu thang sang bên này. Và anh để nhà vệ sinh vào gầm cầu thang cho em, anh làm cái đây, anh để nhà vệ sinh vào gầm cầu thang này luôn này anh ơi. Đây. Đây, anh để vào vệ sinh vào đây luôn. Đây, cửa đi vào đây này. Đây, anh để vệ sinh vào đây nhá. Em nghĩ là hợp lý mà. Ok anh. Anh bố trí vệ sinh vào trong này nhé, vào gầm cầu thang. Anh không bố trí phòng ngủ à? Anh không bố trí phòng ngủ thì lấy đơn giản thôi. Nếu anh không bố trí phòng ngủ, em chỉ sợ anh cần phòng ngủ thôi. Nếu anh không bố trí phòng ngủ thì anh có thể làm nhà vệ sinh ngay đây. Đây, làm nhà vệ sinh đây. 36 đi. À, 700. Đây. Không nên, cái này nó sát quá nhé. Thì cái này anh cho bếp ra đằng sau này thôi. Các anh chị đừng có tiếc, các anh chị cho bếp ra đằng sau đây. Đây cho bếp đằng sau, còn cái không gian này các anh chị làm chỗ giữa vào đây. Chỗ giữa đây. Cho tủ lạnh vào đây. Còn vị trí phòng vệ sinh thì anh chỉ đặt được đây thôi, anh đặt vào Tây Nam thôi nhá. Còn không gian này anh mở cửa, nếu anh còn đất đằng sau anh mở cửa đằng sau chưa? Anh mở cửa đằng sau ra. Mở cửa sổ đằng sau và mở cửa đi đằng sau ra. Để mình lấy khí Tây Bắc đằng sau anh nhá. Anh chỉ đặt biết được đây thôi, không có vị trí nào khác đâu ạ. Ok anh. Rồi, đa số là sẽ hết câu hỏi của anh chị rồi đúng không ạ? À, chị Yến, Phạm Thị Hà Yến, thầy ơi cho hỏi nhà em 3 độ để kết sắt ở phương vị nào tốt? Nhà hướng 3, nhà trước 3 tầng, sau nhà cộng 4, 1 tầng, cách xử lý như thế nào? Nhờ thầy tư vấn. Nhà em nhà 3 độ. Trước nhà 3 tầng, sau nhà cấp 4. Nhà chị mấy tầng rồi chị ơi? Chị Phan Thị Hải Yến, nhà chị mấy tầng? Vâng, cảm ơn chị Tạ Thúy nhé. Cảm ơn chị. Mong muốn của em là giúp mọi người thôi mà chị. Giúp mọi người thôi. Những anh chị có duyên, các anh chị tham gia buổi live ấy, thì mà những nhà các anh chị mà em thấy là phạm nhiều lỗi phong thủy quá thì em sẽ ưu tiên, em xử lý trên này luôn. Ở những nhà các anh chị nào em thấy là trường hợp mà không bị nhiều lỗi thì em sẽ để lên nhóm và để các bạn trợ lý, các bạn sẽ hỗ trợ các anh chị. Vâng, chào chị Lê Hiền. Đặt bếp không đặt ở tuốt được anh nhé, anh Vĩnh Nguyễn nhé, không đặt tuốt được. Tuốt nó liên quan đến phương vị Tây Bắc, liên quan đến người chồng, liên quan đầu não này, liên quan xương cốt. Anh mà đặt bếp ở đấy thì hỏng luôn. Dương Liên CB, nhà phía bạch hổ thấp trúng khoảng 1 mét thì sao? Có sao đấy chị nhá. Bạch hổ thì liên quan đến chị. Nếu mà chị để ở cái phương vị để bên bạch hổ nhà mình ấy, mà bị thấp thì chị rất là khó phát triển nhé. Và tiếng nói của chị trong nhà không có. Hương Lê, thầy ơi, cung văn xương nhà hướng Bắc, thay thầy nói đặt nước và đặt bút văn xương ở phương vị nào?
Nhớ hướng Bắc thì tọa sẽ là Nam đúng không ạ? Nam thì cung Văn Xương sẽ là ở đâu? Nam, nhớ hướng Bắc tọa Nam, 9, 1. Chị đặt bút Văn Xương, một là ở phương vị Tây Bắc, hai là ở phương vị Nam. Đặt ở phương vị Nam tốt hơn nhé. Phương vị Nam đó là cung Văn Xương, đó là con số 4. Đây các anh chị, em hướng dẫn các anh chị tính lại thôi, vì có thể là các anh chị quên. Đây các anh chị sẽ tính như sau này. Ngôi nhà hướng Bắc đúng không ạ? Ngôi nhà hướng Bắc thì sẽ sau sẽ là Nam, đúng không ạ? Sau sẽ là Nam. Nam thì các anh chị biết rồi, Nam nó là cung ly mà. Cung ly thì nó sẽ là số 9. Thì các anh chị phi Đinh Thuận nhé. 9 này. Phi Đinh Thuận các anh chị nhá. 9 này. Các anh chị đi theo hình mũi tên này. Đi theo hình này. Đây 9 này. Các anh chị xuống đây này. 9 này. Xong lên đây này. Đúng không ạ? Xong rồi xuống đây này. Xong lên đây. Xong xuống đây. Xong lên đây. Xong về đây. Về đây. Kết thúc. Đấy các anh chị đi theo hình này. Anh chị nhá. Rồi ok. Chín thì hết chín thì các anh chị sẽ về một. Đây các anh chị xem, một này, một ở Tây Bắc. Hai thì ở Tây. Các anh chị tìm cho em số 1, số 9 và số 4 nhá. 2 3 về Đông Bắc. 4 là Việt Nam. 4 là Việt Nam. Đây chúng ta đã có là số 1 này. Số 9. Và số 4. 1 thì là cung Quan Tinh, chúng ta kích hoạt cho người lớn, kích hoạt cho con đường công danh. 4 là liên quan đến Văn Xương, liên quan học hành của trẻ con. 9 là liên quan thông minh. Thì các anh chị ở đây thì chúng ta sẽ kích hoạt tại phương vị Nam nhé. Đây là Nam, đây là Nam, Nam nhé. Một là chỉ kích hoạt tại phương vị số 1, hai là phương vị số 4, nhưng mà ở đây ưu tiên kích hoạt tại phương vị số 4 là phương vị Nam ở trong nhà. Phương vị Nam trong nhà. Chị Hương Lê nhé, chị kích hoạt tại phương vị Nam trong nhà, tức là cái phòng ngủ phía sau nhà trên tầng 2 ấy, thì chị kích hoạt tại phòng ngủ phía sau nhà mình. Kích hoạt cung Văn Xương thì chỉ cần phải có cầu Thạch Anh nhá, và chị thêm nữa thì chị có thể mua thêm một cái tháp Văn Xương bằng đá Thạch Anh, đá Thạch Anh thật đấy chị nhá. Chị mua bên ngoài có thể bằng cái bột ép thì nó sẽ không có năng lượng đâu. Bản thân cái đá Thạch Anh nó có trường năng lượng rất là tốt các anh chị, trường năng lượng rất tốt. Các anh chị đặt đá Thạch Anh trong nhà, các anh chị sẽ cảm thấy được cái sức khỏe các anh chị rất là tốt, năng lượng trong cơ thể mình lúc nào cũng dồi dào luôn các anh chị nhá. Mỗi trong nhà các anh chị nên có 1-2 quả cầu Thạch Anh thì là tốt, đặt vào phương vị vượng ở trong nhà các anh chị nhá. Đá Thạch Anh thì các anh chị nên quan tâm đến chiều âm và chiều dương, các anh chị đặt chiều dương lên trên và các anh chị kích đèn vàng lên. Vũ Kim Sang, thầy cho em hỏi nhà Tây Nam con gái đầu, con trai sau thì đặt nhà vệ sinh ở Đông. Nhà hướng Tây Nam, đường sau là Đông Bắc. Đường sau là Đông Bắc. Thì nếu thế thì nhà anh chỉ có một trai và một gái thì các anh chị, anh Vũ Kim Sang nhé, anh sẽ đặt nhà vệ sinh vào phương vị Bắc nha. Phương vị Bắc. Tại vì phương vị Bắc là cái phương vị nó không liên quan đến cái cung của người trong nhà mình. Nhà mình có một trai một gái mà, một gái thì là đại diện là phương vị Đông Nam rồi, đúng không ạ? Đông Nam, trai là phương vị phía Đông rồi, thì chúng ta hạn chế chúng ta đặt vệ sinh vào đó. Nếu trường hợp chúng ta không có cách nào thì chúng ta mới đặt vào đó thôi. Còn nếu nhà chúng ta có phương vị Bắc, tại vì đường sau là Bắc, đường sau là Đông Bắc mà, Tây Nam thì đường sau là Đông Bắc, thì cái phương vị phía Bắc ấy nó rất là rộng, thì các anh chị có thể đặt được, đặt nhà vệ sinh vào Bắc nhé, anh Vũ Kim Sang nhé. Đây các anh chị. Đây nhà hướng Tây Nam nữa, đúng nhà hướng Tây Nam này. Cái phương vị Đông Bắc anh chị sẽ thấy là rất là rộng. Phương vị đúng rồi, phương vị Đông Bắc đằng sau và cái phương vị Bắc anh chị có thể đặt vệ sinh được mà.
đây tây nam là các chị nhá, đây hướng tây nam đây, thì đông bắc nằm đây thì các chị thấy phương vị bắc nó nằm ở đây rất là rộng này, đây bắc nó nằm đây rất là rộng này, các chị đặt vệ sinh vào bắc đây thì đây bắc nó không liên quan đến con trai con gái gì. Ừ, trong nhà mình có một trai một gái không ạ? Trai đầu thì là phương vị phía đông, trai gái thì đầu thì là phương vị phía đông nam, thì các anh chị đặt nhà vệ sinh vào bắc nhé. Anh Vũ Kim Sang nhé, Hương Liên CB, nhà phía bệnh hô thấp. Ok, chị Tạ Thúy, vâng chị. Anh Hạnh Hoàng Hanh ở nhà 165 độ phương ngọ, cách 400m, có trụ điện 110kV và cao, ảnh hưởng như thế nào? Tại đây là trạm truyền tải điện, nếu mà cách 400m ấy, thì cũng không ngại lắm anh nhé, 400m không ngại lắm, tại vì cái cột điện đến nhà mình ấy, cột điện thì nó bản thân là nó sinh ra cái từ trường, nó tác động ngôi nhà mình, nhưng cách 400m thì các anh chị không ngại lắm. Nếu mà cách tầm 5-60m, 100m thì các anh chị ngại thôi, không ngại vấn đề đó nhé. Anh Hoàng Hanh nhé, nhà em 25 tầng, và độ trước nhà 3 tầng, sau nhà 4 tầng. Ui, cái này là còn chị Phan Thị Hải Yến nhé, cái này còn phụ thuộc vào cái khoảng cách giữa nhà chị với cái nhà phía trước nhà chị, xem là khoảng cách rộng hay hẹp, tại vì sẽ sinh ra cái trường hợp là hồi phong phản khí hoặc là trường hợp là kiều tinh phúc phong. Đây là hai trường hợp thì chúng ta mới xem xét là cái khoảng cách từ nhà mình đến cái nhà cao tầng nó khoảng cách như nào, tại vì bản chất ngôi nhà mình là cái nơi hút khí mà, chứ không phải là nó phản khí đâu anh chị nhá. Nhà mình là nhà hút khí, nếu nhà các anh chị không khí thì bản thân các anh chị sẽ thấy là hút khí vào ngôi nhà mình luôn, khí sẽ hút vào, chứ không nên là chúng ta mới xem xét là cái khoảng cách phía trước nhà mình và xung quanh nhà mình như nào để biết được cái hiện tượng là nó là hồi phong phản khí hay là kiều tinh thu phong nhá các anh chị nhá. Hồi phong phản khí tức là gì? Nhà mình nhà hướng bắc nhưng phía trước là nhà đối diện người ta chắn rồi, thì chúng ta sẽ ăn được cái khí nam đằng sau, tại vì khí nam đằng sau tác động lên phía trước, thì có nhà trước ấy, ngay sát nhà mình ấy, nó chắn lại và nó sẽ phản khí, tức là hồi phong phản khí, và nhà mình hướng bắc nhưng mình là ăn được khí nam, thì trường hợp là các anh chị xử lý cũng rất là khó anh chị nhá, rất là khó, nhà hướng suy nhưng ăn khí vượng. Nhà ít gió, ít như thế nào anh Lê Dũng ơi? Ít thì chúng ta mới tác động làm sao cho nhà chúng ta đủ khí các anh chị nhé, đủ khí. Nhà trong ngõ ấy, các anh chị hết sức ý, những ngôi nhà trong ngõ ấy, thì các anh chị hết sức ý về vấn đề chúng ta lấy khí vào nhà. Có rất nhiều nhà thế này các chị ạ, có rất nhiều nhà, những nhà ngõ cụt ấy. Đây trường hợp như này, thì để các anh chị đây trường hợp như này, đây là cái ngõ đi vào đây, đây là ngã ba đây, đây như này. Thì những ngôi nhà đường trong này các anh chị, ngôi nhà trong cùng này sẽ xảy ra vấn đề gì các anh chị? Khí và nó không đi vào đến đây được các anh chị ạ, khí nó không đi vào đến đây được, khí không vào đây được, do là chúng ta chắn mất rồi, nó không lưu thông khí được, không lưu thông khí được các anh chị nhá. Đấy trường hợp này, ví dụ ở đây, đây có một cái ngôi nhà người ta xây này rồi, đây trường hợp này mà em đi làm thì gặp rất là nhiều các chị, gặp rất nhiều, do mọi người không biết ấy, nên không khai thác cái đường khí vào nhà mình được. Đây cái ngôi nhà này không khai thác đường khí vào trong này rất là bí, vào trong này hôm nay có tư vấn một ca ở đâu nhỉ, ở Sơn La, nhà anh chị này để tham là xây hết đất luôn, trong khi đấy rộng nhà rộng tầm hơn 10m mặt các chị, rộng hơn 10m mặt. Với trường hợp này các chị nhớ, trường hợp này chúng ta làm gì? Các anh chị để lại cho em ở đây tầm 1m, hơn 1m rồi đấy. Để lại, các anh chị đừng xây hết nhé. Đừng xây hết. Các anh chị để lại đây cho em. Để lại đây. Và ở đây các anh chị, những cái vị trí này anh chị có thể mở cửa không? Mở cửa sổ đều được. Các anh chị nhé. Đây, các anh chị để lại đây cho em. Thì để làm gì các anh chị ạ? Nếu mà đường đây mà hết rồi ấy, thì các anh chị đến đây. Đến đây nhé. Các anh chị làm sao các anh chị? Đường sau các anh chị để lại cho em một chút nữa. Đấy, đường sau các anh chị để lại em. Thì cái đường khí nó đi vào đây nó sẽ lưu thông xung vào ngôi nhà mình, thì bản thân nhà mình sẽ khí sẽ vào nhà mình được, khí nhà vào nhà mình các chị nhá. Đây khí nó sẽ đi thế này đúng không ạ, đây khí đi này đúng không ạ, vào đây thì nó sẽ vào đây, đây vào đây luôn, và
coi như nhà mình là có khí vào nhà các anh chị nhé. Đây ạ. Còn nếu mà các anh chị xây kịch ở đây rồi ấy, ví dụ các anh chị xây kịch ở đây rồi ấy, thì khí bản thân khí nó không đi vào bên trong này đâu các anh chị ạ, nó chỉ lơ lửng ngoài này thôi. Đây, nó chỉ đến ngoài này thôi, ngoài này thôi. Vậy trong cái ngôi nhà này thì sống thế nào được các anh chị nhá? Các anh chị để ý nhá, những cái nhà mà nhà ngõ cụt ấy thì sẽ xảy ra vấn đề về ốm đau bệnh tật là nhiều các anh chị nhá, ốm đau bệnh tật là nhiều. Thì các anh chị hết sức để ý những nhà anh chị nào mà đang ở cái ngôi nhà mà bị cụt đường như này, ngõ cụt này, các anh chị khai thác đường khí vào nhà. Vâng, cảm ơn chị Phương Phương. Chúc cả nhà, chúc thầy ngon. Chị Phương Phương đã đi ngủ rồi ư? Sớm đấy chị ơi. Chị Nguyễn, em đã inbox với thầy rồi, em muốn thầy tư vấn kỹ hơn chút ạ. Vâng, anh Thắng Bò Sĩ, Thắng Bò Sĩ. Thầy cho em hỏi bếp đối diện cửa sổ có sao không? Bếp đối diện cửa sổ à, không sao nhá. Chỉ trường hợp là trường hợp thế này này, rồi thì anh chị nên tránh này. Ví dụ trường hợp mà đây, nó cho cái trường hợp này, ví dụ trường hợp này nhá, đây trường hợp này, cái bếp đây, bếp đây mà các anh chị mở cửa tại đây ấy, mở cửa sổ tại đây này, đây mở cửa sổ tại đây thì là coi như cái bếp này ấy là không có tọa các anh chị nhá, không có tọa, và cái gió nó tác động ở đây ấy, nó sẽ không tốt cho cái bếp này, không tốt cho cái bếp này. Còn cái trường hợp ấy, ví dụ nhà này, ví dụ đây là trường hợp đây có cửa sổ đây được đúng không, đây cái bếp đây thì đây có một cái cửa sổ đây, ví dụ đây là cái phòng ví dụ nhà chúng ta hết đất rồi đây, ví dụ trường hợp đến đây là hết đất rồi, đây hết đất mà các anh chị có một cái cửa sổ ở đây ấy. Đây tức là cái đối diện này là bếp đối diện sang đây thì là không sao nhá anh Thắng Oxy nhá, không sao hết. Chúng ta chỉ tránh trường hợp chúng ta mở cửa sổ ở sau bếp này thôi, tức là bếp chúng ta sẽ không có tọa các chị nhá, các chị hết sức lý về vấn đề đấy. Chúng ta đừng nặng nề vấn đề là nhà đối diện nhà cửa chúng ta đối diện với cửa nhà hàng xóm thì có sao không, hoặc là bếp đối diện với cửa, hoặc là cửa đi cửa trước cửa sau đối diện nhau thì có sao không. Chúng ta bám vào bản chất thôi các chị ạ. Thúy Đinh, thầy vừa hướng dẫn là gì? À, nhà vệ sinh về phía tây nam, vậy em cho về cuối cùng của nhà tây nam đường. Chị Thúy Đinh viết lại giúp em nhé, chị viết em không hiểu luôn, chị viết em không hiểu luôn, chị Thúy Đinh nhé. Hương Lê, thầy ơi em muốn mua bút văn xương và có cầu Thạch Anh để kích hoạt con em học giỏi, nhờ thầy gửi cho em được không, biết nhiêu tiền không thầy? Dạ vâng chị nhá, chị kết bạn Zalo với em nhá, số của em để trên đấy, chị kết bạn Zalo với em, xong rồi chị nhắn tin địa chỉ cho em, xong rồi em sẽ báo các bạn trợ lý gửi cho chị nhá. Chị Hương Lê nhá, chị kết bạn Zalo xong chị để lại số điện thoại và địa chỉ của chị thì các bạn trợ lý sẽ gửi cho chị, và các bạn sẽ hướng dẫn với chị cách lắp đặt. Vũ Khắc Điệp thầy cho hỏi tuổi Mậu Ngọ thì lộc tại tỵ, nhà cũng hướng tỵ, vậy có nên đặt nước ở thìn tốn tỵ không? Nhà hướng tỵ thì các anh chị đặt nước được ở thìn tốn tỵ, mà nhà anh ấy tuổi Mậu Ngọ thì lộc tại tỵ, thì lộc tại tỵ thì anh mới có tại tỵ, vậy đặt nước tại tỵ là ok, anh kích hoạt cái phương vị tỵ đó lên anh nhá, anh Vũ Khắc Điệp nhá. Đại cát đại, cửa trước bốn cánh thường mở có một cánh, do vậy nhỏ hơn cửa hậu thì có được không thầy? Không nên anh nhá, ở cửa chính chúng ta nên mở nhiều hơn, tại vì bản thân cái công việc đầu vào, tức là tiền ấy, tiền vào nhà chúng ta là vào từ cửa chính, nó không vào từ cửa sau. Vậy nếu mà anh mà mở cửa chính ít ấy, mà cửa sau anh mở nhiều ấy, thì vấn đề thoát tài của anh sẽ xảy ra anh nhá. Chúng ta mở cửa sau chỉ mang tính chất là thông khí thôi, mà cửa trước các anh chị nên mở to hơn cửa sau. Tại vì có rất nhiều các anh chị nói là trường hợp là cửa trước thông cửa sau là dẫn đến vấn đề về thoát tài, tức là tiền vào ra luôn. Nhưng với trường hợp đấy là các anh chị là gì? Trường hợp các anh chị mở, ví dụ trước nhà mở anh chị mở cái cửa tầm 2 mét,
phía sau các anh chị cũng mở cửa tầm 2m đến 3m thì vấn đề phát tài là cái chắc. Nhưng với trường hợp các anh chị phía trước nhà anh chị mở cửa 4m đi, mà phía sau các anh chị chỉ có cửa tầm 1m rưỡi đến 2m thôi hoặc 1m thôi, thì các anh chị cũng không ngại vấn đề đó các anh chị nhá. Vấn đề chúng ta chỉ là tác động cửa thì chúng ta chỗ cửa ra để thông khí trong nhà thôi, chứ không liên quan đến vấn đề về phát tài. Lúc nãy thầy hướng dẫn cho anh em chuyển nhà vệ sinh về phía tây nam để em muốn để ra khỏi nhà bên ngoài nhà được không? Để ra bên ngoài được nhá, anh Tinh Thủy nhá, anh để ra bên ngoài được. Để ra bên ngoài và anh để vào các phương vị tây nam hoặc đông nam đều được, hoặc vào phương vị bắc nhá. Để bên ngoài nó sẽ tác động, nếu anh chị vào đặt vào cái phương vị vượng nó sẽ tác động vào cái vị phương vị đó, thì chúng ta để bên ngoài thì cũng nên đặt nhà vệ sinh vào những phương vị suy ở trong nhà mình. Anh Đặng Minh Tuyên, thầy cho hỏi doanh nghiệp bị vệ sinh phương vị tây bắc bị ảnh hưởng như thế nào? Trường hợp doanh nghiệp ít ở công ty thì xóa sao, thì có sao không ạ? Trường hợp chủ doanh nghiệp ở cái phương vị tây bắc thì các anh chị biết rồi. Các anh chị đi theo dọc đường 5 từ phố nối Mỹ Hào, các anh chị đi lên Hà Nội thì các anh chị nhìn sang bên tay trái cái nhà có một cái doanh nghiệp rất là to, có cái trụ sở là nhà hướng bắc, gần ngay chỗ gần trường đại học Bách Khoa, trường cao đẳng Bách Khoa ngày xưa ấy, bây giờ thì không, bây giờ là trường ấy bỏ rồi. Thì có một cái tòa văn phòng, thì trước em có đến đấy, thì cả một cái khu vực phía trước nhà bên tay trái nhà ấy là doanh nghiệp ấy bố trí hết cả nhà vệ sinh của nam và nữ tại phương vị tây bắc phía trước nhà bên tay trái, nhà hướng bắc bên tay trái sẽ là tây bắc. Thì doanh nghiệp ấy đó gọi là ông chủ đã phá sản, cái chị phá sản. Ông chủ ấy từ khi ông ấy nói là từ khi làm cái văn phòng ấy, ông không muốn đến công ty nữa, có một cái gì đó làm ông không muốn đến, và doanh nghiệp đã phá sản. Thì đấy là cái điều mà bạn anh Đặng Minh Tuyên nhé, anh nên xem xét. Dù rằng ông chủ ít đến công ty, nhưng cái phương vị tây bắc ở trong cái doanh nghiệp đó mà đặt vệ sinh vào ấy thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp đó. Mà chúng ta biết rồi, tại sao chúng ta không tránh đi anh chị nhé, tại sao chúng ta không tránh đi? Ít đến nhưng không phải là không đến, anh Đặng Minh Tuyên nhé. Và phương vị tây bắc nó không chỉ liên quan đến ông chủ doanh nghiệp đâu, liên quan đến rất là nhiều yếu tố anh nhé, không chỉ là ông chủ doanh nghiệp đâu, mà ông chủ doanh nghiệp không đến mà là ông chủ tránh được. Kim Sang, anh Đặng Minh Tuyên nhé, anh chuyển đi, một cái doanh nghiệp mình lớn thế mà lại đặt nhà vệ sinh vào tây bắc. Các anh chị cứ để ý, các anh chị đi dọc theo đường 5 Hưng Yên lên Hà Nội có một cái tòa rất là to, bây giờ thì phá sản rồi, chỉ là nhà vệ sinh tây bắc thôi. Nhà vệ sinh tây bắc và phía nam ông ấy bị bịt hết khí phía nam mà ăn hết khí bắc phía trước mà không có thủy rửa. Vũ Kim Sang, như vừa rồi em vừa nói, những cái nhà hướng bắc ấy, mà các anh chị làm ăn kinh tế rất là khó khăn. Nếu các anh chị làm công chức thì còn được, làm ăn kinh tế rất là khó khăn. Nếu các anh chị làm doanh nghiệp, mà các anh chị có cái doanh nghiệp ở hướng bắc hoặc đang ở nhà hướng bắc thì các anh chị sẽ thấy rất là khó khăn. Mà nhất là những năm 2020 các anh chị ở đấy rồi, các anh chị sẽ thấy là vấn đề về thất thoát tiền bạc là 100% xảy ra các anh chị nhé. Vũ Kim Sang, thầy cho em hỏi thêm, nhà vệ sinh đặt ở bắc cung quý được không? Được anh nhé, anh Vũ Kim Sang nhé. Chúng ta ưu tiên đặt nhà vệ sinh vào những phương vị là thiên can nhé, đừng đặt vào địa chi. Tránh trường hợp đặt địa chi, tại vì sao nào? Đặt địa chi thì rất sợ là trong cái địa chi nó sẽ có người tuổi, tức là đúng cái tuổi mà trúng cái địa chi đó, hoặc là vào những cái năm ấy, những cái năm mà chính cái năm đó thì nó xảy ra là thái tuế, xảy ra những cái vấn đề là nạn tai nạn bất thường anh chị nhé. Cho nên vấn đề về phá sản đó, nếu anh chị đặt nhà vệ sinh không đúng, nhà vệ sinh đặt đâu không đúng đâu anh chị, đặt đâu không đúng đâu, đặt đâu mà nó giảm tác động nhất thôi. Thủy Đinh, vâng cảm ơn, dạ vâng cảm ơn anh. Tuổi một anh Trương Nguyễn, tuổi 1959 Kỷ Hợi, nhà 309 độ thì lộc tại phương vị nào? Các anh chị xác định cái phương vị lộc ấy thì các anh chị kết bạn Zalo với em anh nhá, anh kết bạn Zalo với em. Tại vì xác định phương vị lộc trong ngôi nhà thì chúng ta, một là chúng ta xác định theo tuổi các anh chị, hai là chúng ta xác định theo tọa nhà các anh chị.
tọa hướng các anh chị xác định, tại vì cái phương vị lộc nó liên quan đến cung lâm quan, lâm quan quan lộc ấy, thì các anh chị cứ các bạn zalo với em nhé, anh chị Nguyễn nhé. Video trong video của em, của kênh của em cũng có hướng dẫn các anh chị cách tính cung quan lộc ấy, tính lộc của các anh chị ấy. Các anh chị có thể vào tìm trên kênh của em là cách tính cung quan lộc của người và của nhà các anh chị nhé. Em đã có những cái trường hợp mà từng trường hợp một rồi, có thiên can rồi, có địa chi rồi, có theo tọa nhà luôn. Lại cắt lại thầy cho hỏi thêm, do tiện để xe nên thường vào nhà bằng cửa hậu, vậy có nên không thầy? Tức là anh để xe phía trước nhà, để xe hay không ấy, anh có vào cửa trước hay cửa sau ấy, để xe hay không ấy, thì anh cũng nên xác định đâu là tọa, đâu là hướng. Cái nơi nào mà anh thấy nó là cái nơi mà anh nạp khí nhiều vào trong nhà anh ấy, và chúng ta phân theo ở trong nhà là khu nặng khu nhẹ, thì các anh xác định đâu là hướng, đâu là tọa. Nếu anh có đi cửa sau ấy mà phía trước anh vẫn tính là hướng thì anh vẫn phải mở cửa phía trước, còn anh đi đâu phương vị nào là tùy anh. Anh đã cắt lại nhá. Rồi, em đã trả lời hết tất cả các câu hỏi của anh chị rồi đúng không ạ? Em lót lại xem, còn những ai chưa em sẽ trả lời thì em sẽ trả lời nốt. Nếu em trả lời hết rồi thì em sẽ xin kết thúc live tại đây các anh chị nhé. Kết thúc live tại đây. Một lần nữa thì rất là hy vọng trong những buổi live này sẽ giúp được các anh chị trả lời những cái câu hỏi của anh chị mà các anh chị đang băn khoăn, các anh chị nhá, các anh chị băn khoăn. Và các anh chị giúp em, các anh chị vào kênh của em, đăng ký kênh và cho em thật nhiều like và chia sẻ kênh của em đến nhiều người biết hơn. Các anh chị gặp ai ấy mà người ta đang quan tâm đến ngôi nhà mình nhé, hoặc các anh chị người ta đang chuẩn bị xây nhà, các anh chị có thể tìm cái kênh của em cho người ta xem, người ta nghe các anh chị nhé. Có thể người ta sẽ nghe và người ta tự người ta, tức là người ta hiểu được về phong thủy thì người ta tự người ta thiết kế ngôi nhà của người ta, người ta tránh được những lỗi phong thủy không đáng có. Tại vì để mà xây xong rồi ấy mà xảy ra những lỗi phong thủy không đáng có xảy ra, xong cuối cùng sửa thì các anh chị rất tốn rất nhiều tiền các anh chị nhá. Chưa nói là trường hợp là đã bị thất thoát rồi, đã bị mất về con người, mất về nhân đinh, mất về sức khỏe rồi thì bắt đầu mới sửa. Đây trường hợp là khi chúng ta xây xong rồi ấy, mà chúng ta bắt đầu mới biết đến phong thủy ấy, và chúng ta lại đi sửa lại thì rất là tốn kém. Vậy em rất mong một lần nữa các anh chị giúp em, các anh chị chia sẻ kênh của em đến nhiều người biết hơn, và nhất những anh chị là những anh chị mà đang chuẩn bị xây thì có thể là tham gia những buổi live của em. Em sẽ hướng dẫn các anh chị cách các anh chị bố trí các cái công năng trong nhà như thế nào cho phù hợp trong nhà các anh chị nhất, các anh chị nhá. Anh Hoàng Nguyễn ạ, nhà đông nam 131 độ, anh hỏi gì ạ? Anh có hỏi gì thì em mới trả lời chưa? Anh Huy Hải Lê ơi, chốc cái nhà của anh thì em sẽ sửa sau nhá, tại vì cái này thì em sẽ tự em sửa thôi. Tại vì phương án đã đưa cho anh rồi thì bây giờ thay đổi một tí thì em sẽ sửa cho anh sau mà. Các bạn đang làm rồi. Nhà ba gian có gian thờ thì cách xác định cũng như thế thôi nhá. Anh Vũ Khắc Điệp nhá. Đây trường hợp nhà ba gian thế này. Đây trường hợp nhà ba gian đây. Đây sẽ là hiên đây. Đúng rồi, ba gian thì sẽ là cửa mở tại đây đúng không ạ? Đây cái việc xác định, nếu mà ở đây các anh chị mà có tường xây đây nhá, nếu có tường này là tường xây này, ví dụ trường hợp này
đây là tường này. Đây là tường này. Nếu trường hợp cái hiên này mà có hai tường xung quanh này, nó bo xung quanh ấy các chị nhá, thì chúng ta xác định tâm nhà từ đây đến đây luôn. Thì đây đây. Tim nhà đây, các chị nhá, tim nhà đây. Tim nhà đây. Còn trường hợp ví dụ các anh chị mà tức là ở đây không có, các anh chị có hiên thôi. Đây có hiên thôi. Không có tường. Đây không có tường. Thì chúng ta chỉ xác định trong này thôi. Đây cái tâm nhà trong này nhá. Đây tâm nhà trong này luôn, đây là hướng đây. Thì những ngôi nhà ba gian mà các anh chị đang làm ăn kinh tế, các chị hạn chế ở nhà ba gian thôi. Tại những ngôi nhà ba gian là những ngôi nhà mỏng thì nó rất là khó tàng khí, nên rất là khó giữ được tiền bạc các anh chị nhá. Còn trường hợp ví dụ này, ví dụ nhà các anh chị lấy mớ một gian thò ra này. Đây, có nhiều nhà thì mở thêm một gian thò này. Mà các anh chị mở cửa ở đây nhé. Ví dụ trường hợp đây không có, đây đây là trường hợp không có này. Mà các anh chị mở cửa tại đây này. Mở cửa đi đây vào. Thì cái nhà này các anh chị chỉ phân cung lập cực theo cái này thôi. Còn nếu trường hợp nhà các anh chị mà mở cửa bên trong này vậy. Bên trong này. Đây thì chúng ta sẽ phân cung lập cực theo cái hình này. Thì nếu mà các anh chị làm thủ công thì cũng đơn giản thôi. Nếu hai cái khối này bằng nhau ấy, hai khối này các anh chị thấy là bằng nhau ấy, thì các anh chị cũng phân cung đây. Đây các anh chị vào đây. Đây cái tâm nhà nó sẽ nằm đây. Đây tâm nhà nằm đây. Thì để em thử lại xem có đúng không anh chị nhá. Em thử lại xem có đúng không. Cái tâm nhà nằm đây. Em thử lại xem đúng không nhá. Đây. Nó chỉ là xác suất thôi mà. Sai lệch một chút nếu ta xác định tâm nhà bằng tay. Đây, các anh chị nhìn thấy không? Tâm nhà nó sẽ nằm đây. Đây tâm nhà nằm đây. Nó lệch một chút các anh chị nhá, xác định bằng tay, cái công thức xác định bằng tay ấy. Nó lệch một chút thôi thì ở đây là em hướng dẫn các anh chị để các anh chị tự các anh chị vẽ lại ngôi nhà mình và các anh chị xác định tâm ngôi nhà. Các anh chị nhá, tâm ngôi nhà. Ví dụ nhà các anh chị như này. Trường hợp nhà các anh chị như này. Đây trường hợp nhà các anh chị này. Các anh chị xây thụt thò một chút. Thì xác định tâm như nào các anh chị, xác định tâm nào các anh chị chia ra. Chia nhỏ cái ô này ra các anh chị nhá. Nhỏ cái ô này ra. Để các anh chị xác định tâm, đây các anh chị sẽ lấy cái tâm này. Đây tâm này, các anh chị nhá, tâm này. Xong các anh chị là lấy cái tâm này. Các anh chị nối vào đây. Đấy, tiếp đến là cái gì? Các anh chị lấy cái tâm này. Nối hai cái này vào với nhau. Nối hai cái nhau thì các anh chị thấy là cái phần này đây, cái phần này nó là chiếm hai phần của phần này. Thì các anh chị chia ba phần này ra. Đây chia ba phần này ra thì cái tâm nhà nó sẽ nằm đây. Tâm nhà sẽ nằm đây. Chia ba các anh chị nhá. Rồi, thử xác định xem có đúng không nào. Đây nó lệch một chút thôi. Lệch một chút thôi các anh chị, lệch một chút thôi. Thì cái kinh nghiệm khi em đi đến nhà các anh chị làm ấy thì em đứng nhà các anh chị là em đã biết tâm nhà ở đâu rồi. Qua kinh nghiệm em đi làm thôi các anh chị nhá. Thì nó lệch một chút thì không đáng kể các anh chị ạ. Cảm ơn nhà mình lệch một chút thì không đáng kể. Nhưng mà đứng trước một ngôi nhà này thì em biết là tâm ở đâu. Em biết được tâm đâu. Tại sao đến một ngôi nhà các anh chị em có thể luận đoán được ngay. Mà không cần phải khảo, không cần phải đo vẽ mà em có thể luận đoán được ngay. Thì đấy là kinh nghiệm thôi các anh chị nhá. Có rất nhiều cách các anh chị xác định những cái tâm nhà. Thì những anh chị nào mà muốn xác định tâm nhà theo thủ công, các anh chị có thể inbox em riêng nhé, cái bạn Zalo với em hướng dẫn các anh chị xác định các cái hình khó nhất đến dễ nhất, hình vuông, hình tròn, hình tam giác liên quan đến xác định tâm nhà các anh chị nhé. Cái tâm nhà nó chỉ là cái trọng tâm của cái hình thôi mà. Em đang định dừng like rồi, thấy có thêm nhiều câu hỏi này. Ok, em trả lời hết anh chị nhé. Ở Tây Bắc em có mở được cửa phía sau không? Anh Hoàng Nguyễn. Nhà Đông Nam của Tây Bắc. Được anh nhớ, anh Hoàng Nguyễn nhá. Anh mở cửa phía sau được. Nhà hướng Đông Nam thì phía trước anh đặt nước, ở phía trước nhà và Tây Bắc anh mở cửa phía sau.
Xin Quý Hà, nhà 130 độ. Anh Sĩ Quý Hà, anh khí nam có tạt nước được không? 130 độ, sao là ăn khí nam nhỉ? 130 độ là đông nam mà. Sao là ăn khí nam anh? Đây, nhà đông nam đây. Đây là nhà, nhà đông nam. Đây, nhà đông nam đây. 130 độ. Tại sao lại ăn khí nam ạ? Nam nó lệch nhiều mà. Nam lệch nhiều mà anh. Lê Hiền, thầy cho hỏi nhà hướng chính đây. Trong nhà có người quý, người chồng tuy Mão, vợ tuy Thìn, con trai Mão, con gái thân, đặt bếp ở và vệ sinh ở đâu thì tốt? Nhà chính tây tức là nhà hướng dậu. Nhà hướng dậu đặt đằng sau sẽ là Mão, vậy có người tuy Mão rồi. Và bên đông nam lại có người tuy Thìn rồi. Mão thân tí Thìn, thân thì tây nam. Vậy chị đặt bếp vào phương vị tốn. Chị Lê Hiền nhé, đặt bếp vào phương vị tốn và đặt vệ sinh vào phương vị, đặt vệ sinh vào phương vị ất, đặt vệ sinh vào phương vị ất. Chị làm nhà vệ sinh ở tại phía sau nhà mình ấy, chị làm lệch sang bên tay phải ấy. Và sau nơi sau nhà vệ sinh đấy, sau nhà vệ sinh thì chị sẽ làm, tại ở đây chị không cho kích thước nhà chị dài rộng như nào thì em không biết là như nào, thì chị làm nhà vệ sinh vào sau nhà, vào đặt bệt vào phương vị ất. Và sau đấy chị làm bếp thì chị, bếp thì sẽ có là Thìn, sau ất thì sẽ là Thìn, cái phương vị Thìn chị bỏ qua, chị có thể để tủ lạnh hoặc để chậu rửa. Và qua Thìn đến ất, qua Thìn đến tốn thì chị đặt bếp vào phương vị tốn trong nhà nhá, chị Lê Hiền nhá. Ok chị, nhà hướng tây chị đặt vệ sinh và bếp bên tay phải nhà, đường sau đi từ ngoài vào trong bên tay phải nhà nhá, để tránh được các sơn tuổi. Đặng Minh Tuyên, thầy cho hỏi cụ thể vệ sinh cung tây bắc ảnh hưởng. Anh Đặng Minh Tuyên nhá, ảnh hưởng rất là nhiều. Cái này thì khi đi vào kiến thức chuyên sâu thì chúng ta sẽ phân tích về cái vấn đề cái phương vị tây bắc, nó có liên quan đến rất nhiều thứ, liên quan rất nhiều thứ. Ở đây chỉ nói là phương vị tây bắc thì anh nên bỏ đi thôi anh nhá, nên bỏ đi, ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp mình, có thể phá sản anh nhá. Nguyễn Anh Tuấn, hướng nhà ngay sân tuổi gia chủ thì gia chủ không phát triển được phải không thầy? Hướng tuổi thì chúng ta phải xem, tức là nhà ngay sân tuổi thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta sẽ có các địa chi như sau này. Chúng ta sẽ có là gì? Tí Xíu, Dần Mão, Thìn Tị, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi. Thì chúng ta sẽ có bốn con giáp tự hình sẽ là gì? Tức là sẽ có Thìn tự hình Thìn, tức là nó tự làm khổ nó, đúng không? Tự làm khổ nó. Thứ hai là Ngọ, Ngọ tự hình Ngọ. Thứ ba là Dậu, Dậu cũng tự hình. Thứ tư là Hợi, Hợi tự hình. Thì nếu mà chúng ta ở những cái ngôi nhà mà những cái hướng mà tự hình ấy thì nó tự làm khổ mình, tự làm khổ mình các anh chị nhá, tự làm khổ mình. Đến những cái năm mà năm xung với nó thì chúng ta sẽ thấy là vấn đề là bất lợi cho mình. Ví dụ nhà hướng Ngọ mà đến những năm Tý thì các anh chị sẽ thấy là vấn đề bất lợi trong nhà. Và nhà hướng Thìn thì những năm không những năm tốt đâu. Và cái năm Thìn ấy, tóm lại là những cái nhà mà hướng mà nó địa chi nó hình nhau ấy, nó tự hình ấy thì là chúng ta không nên. Hoặc là xung nhau thế, nhưng mà tôi muốn nói là nhấn mạnh anh chị là chúng ta không nên nhà hướng rồi. Tức là nhà hướng thì chúng ta không nên mở cửa. Ví dụ nhà hướng Thìn chúng ta không nên mở cửa tại Thìn. Các anh chị nhá, chúng ta nên mở cửa tại Tốn thì hay hơn. Nó sẽ bền lâu hơn các anh chị nhá. Anh Nguyễn Tuấn Anh nhá. Anh Dương Quang Niêm. Dương Quang Niêm, chào thầy. Thông vừa nhắn Zalo cho thầy, xin thầy kết bạn và tư vấn giúp chú. Dương Quang Niệm, xin cảm ơn. Alo, ok chú. Hoàng Nguyễn, dạ, nhà em đông nam 130 tuổi ở tây bắc, có mở cửa sau tây bắc được không? Thạch Thúy Bình, em đặt cung Mão có đúng không? Thạch Thúy Bình thì chị nên đặt vào phương vị ất,
nhá, phương vị Ất. Mà nhà hướng Đông Nam thì chỉ đặt nên đặt vào vào Ất thì tốt hơn, nó sẽ ăn sang cả Đông Nam nhá chị Hoàn Nguyễn nhá. Vâng, chú Quang Niệm chào thầy, tôi hiện nay đang tu tập thể số 2 là đấy, cái này chú Niệm nhá, thì hôm nào mà cháu có chuyến công tác này gần đó thì cháu sẽ xem hộ chú nhá. Đặc biệt là chú vẫn sửa tầng 5 để đặt lúc bình thường chú nhá. Cái này thì chú có thể liên hệ, chú để lại số điện thoại cho cháu nhá, xong rồi các bạn trợ lý sẽ liên hệ với chú nhá, chú Quang Niệm nhá. Ok, chúng ta kết thúc live ở đây các anh chị nhá. Kết thúc live ở đây. Rất là cảm ơn các cô chú và các anh chị đã quan tâm đến kênh của em và ủng hộ kênh của em, giúp kênh của em phát triển để mọi người biết đến em nhiều hơn. Một lần nữa, rất là mong các anh chị chia sẻ kênh của em đến nhiều người biết hơn. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị ngủ ngon. Xin chào các anh chị nhá. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.